Xin chào các anh chị nhà đầu tư. Chào các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Công Minh. Ngày hôm nay là ngày mùng 3 tháng 6 là ngày đầu tuần thì mình sẽ lên một video để trao đổi với các anh chị về thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Đồng thời thì mình cũng sẽ lên cho các anh chị về những cái kịch bản của thị trường và những cái hành động của chúng ta tương ứng để làm sao chúng ta sẽ đạt được cái hiệu quả cao nhất trong cái giai đoạn tới. Khi mà hiện tại thị trường nó đang tiến gần về cái vùng 1300 rồi. Và như Minh vẫn đề cập với các anh chị là cái vùng này khi mà thị trường nó tiến gần về 1300 ấy thì các anh chị cần phải có một cái sự cẩn trọng. Cẩn trọng đây không có nghĩa là tại vùng này thị trường nó sẽ sập và nó sẽ giảm điểm rất là mạnh mà chúng ta cần phải bán hết hàng, mà tại cái vùng này chúng ta tuyệt đối nhá, chúng ta hạn chế cái việc FOMO lại khi mà thị trường đã tiến gần về vùng 1300. Và những cái vấn đề mà mình muốn sẽ trao đổi với các anh chị tiếp theo đó chính là những cái cổ phiếu hiện tại nhá, những cái cổ phiếu nào nó sẽ tiếp theo nó sẽ có những cái pha bùng nổ mạnh nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi. Đó, thì những cái video mà mình đã trao đổi với các anh chị ở cái phiên cuối tuần đó thì mình cũng đã chia sẻ về một số về list những cái cổ phiếu mà mạnh và nó sẽ bật tăng mạnh. Đó, thì ngày hôm nay nó cũng đã có một số cổ phiếu bật tăng rất là mạnh và thậm chí là nó tăng trần. Nên là có thể trong ngày mai và ngày kia thì thị trường nó sẽ tiếp tục, nó sẽ có cái sự bùng nổ lên của một số cổ phiếu riêng lẻ. Hiện tại thì vẫn chưa có nhóm ngành nào nó thật sự là nó nổi bật, nhưng mà chúng ta sẽ bàn luận về những cổ phiếu riêng lẻ để chúng ta tìm ra được những cái cơ hội nhá. Ok, thì nội dung ngày hôm nay chúng ta sẽ chia làm hai phần. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thảo luận về thị trường chung trước. Rồi sau đó là cái phần 2 mình sẽ chia sẻ với các anh chị về những cái cổ phiếu mà chúng ta cần phải quan tâm thật sự nhá. Chúng ta thật sự cần phải quan tâm đến nó và rất dễ là nó sẽ có những pha bùng nổ tiếp theo. Ok, đầu tiên là chúng ta sẽ trao đổi về thị trường chung trước. Thì view hiện tại của mình thì vẫn giữ nguyên, quan điểm là như thế thôi. Được chưa? Các anh chị nào mà có theo dõi video của mình thì chắc chắn là những cái chia sẻ gần đây nó sẽ giúp cho các anh chị rất là nhiều, đúng không ạ? Từ những thời điểm mà thị trường chạm 1280, được chưa? Và chúng ta tránh được một cái pha gọi là gì? Rũ rất là mạnh, được chưa? Một pha rũ rất là mạnh, giảm hơn 20 điểm. Đó, và ngay sau đó là nó rút chân. Đấy, tránh được một pha rũ này. Ai mà gọi là gì? Chủ động cũng có thể bắt được hàng ở những cái phiên ngày 24 tháng 5. Ngoài ra thì những ai mà cũng chủ động hơn nữa ấy, thì chúng ta không bao giờ FOMO ở những cái phiên ngày 28 tháng 5. Để rồi sau đó nó lại từ vùng 1280 lại rũ tiếp về 1250. Được chưa? Đó thì mới chỉ trong khoảng trong cái biên này thôi nhá, mới chỉ trong cái biên này chắc là được khoảng 2 tuần thì nó liên tiếp có những cái pha làm sao? Rũ này, rồi lại kéo này, xong lại rũ này. Đó, và ngày hôm nay nó lại kéo tiếp, đúng không ạ? Và mình cũng có trao đổi với các anh chị rồi là đoạn này nó có rũ xong nó kéo lên ấy thì các anh chị cũng đừng có bất ngờ, bởi vì cái nhịp này nó phải thế, được chưa? Nó phải thế. Và nếu mà chúng ta nhìn cái view từ xa của chúng ta ấy, thì nếu mà các anh chị nào có cái sự chuẩn bị tốt ấy, thì gần như là chúng ta phải có được từ những cái vị thế mà thị trường nó bắt đầu nó tạo đáy, được chưa? Từ những cái phiên làm sao mà mình có đề cập với mọi người là gì đây? Đây là một pha gọi là gì nhỉ? Gáp kiệt sức, đúng chưa? Sau đó nó tạo một cái đáy nền ngang, tạo đáy nền ngang xong nó có một cái phiên gọi là gì? Phiên lan tỏa dòng tiền. Đó, nó tạo xong đáy nền ngang thì nó cứ thế mà nó kéo và nó tạo thành những cái đáy nâng dần, đúng chưa? Đấy, nên là các anh chị nào mà có vị thế được từ những cái vùng dưới này rồi thì nói thật vùng này cứ yên tâm mà nắm giữ nhá. Còn anh chị nào mà chúng ta vào muộn, được chưa? Thì chúng ta đang dính phải cái nhịp mà thị trường nó sẽ có cái rung lắc rất là mạnh, được chưa? Cái vấn đề mình trao đổi là cái biên này rung lắc rất là mạnh. Bởi vì sao? Nó đang là cái vùng gọi là gì? Vùng kháng cự nhá. Cái vùng kháng cự là 1250, 1280 này này. Ở đó ấy, là trước đó là rất nhiều nhà đầu tư bị kẹt hàng, được chưa? Sau một pha rũ. Đấy, đồng nghĩa với việc là khi mà thị trường kéo lên cái vùng này rất nhiều người kẹt hàng muốn lôi hàng ra bán. Đấy là nhóm người thứ nhất. Thứ hai là những người mà làm sao bắt hàng từ đáy, người ta muốn chốt lời, là người thứ hai. Thứ ba là những người nào mà chúng ta không mua được từ những cái đoạn mà nó phục hồi như thế này này. Đó, cái giai đoạn ngon ăn nhất là cái giai đoạn mà mua cổ nào nó cũng hồi, không phải mua cổ nào, có nghĩa là mua một số cổ phiếu khỏe nhá, mua nhóm cổ phiếu khỏe thì nó sẽ có những cái nhịp phục hồi từ 20 đến 30% chỉ trong một khoảng thời gian rất là ngắn nhá. Thì cái vùng này này rất ít người mua được. Bởi vì chúng ta nhìn vào cái thanh khoản của nó rất bé, đúng không? Nên là lên đến đây nó mới bắt đầu có sự FOMO. Đấy, thì FOMO xong nó sẽ có cái sự mua bán nó đối ứng, được chưa? Đấy, người mua thì sẽ phải có kẻ bán. Thế thôi. Nên là cái vùng này nó sẽ là một cái vùng thanh khoản lớn và nó sẽ có cái trạng thái rung lắc. Đấy, còn về quá khứ chúng ta nhìn ấy là thị trường sau một nhịp phục hồi này này, được chưa? Nó sẽ vào một cái trạng thái đi ngang, được chưa? Và đi ngang mình đánh giá là nó tương đối giống với cái vùng này nhá. Nên là các anh chị có thể dùng cái vùng này để chúng ta có thể làm sao? Làm mẫu. Đây này, đến lúc nó đi ngang xong rồi nó sẽ có những trạng thái kéo lên nhá. Đây, chỉ cần trong vòng từ thời điểm tháng 18 tháng 2 đến thời điểm 29 tháng 3, nghĩa là hơn một tháng, thì chúng ta nhìn này, nó rung lắc rất là mạnh. Mở đầu bằng một phiên giảm điểm 15 điểm, được chưa? Sau đó nó rũ rồi rút chân, được chưa? Rút chân xong, phiên sau mở gáp tăng với thanh quản tăng đột biến. Ai cũng nghĩ là ngon, đúng không? Thì sau đó nó làm sao? Nó tiếp tục mở gáp nhưng mà nó lại bị làm sao? Rút ngược lại, và phiên sau nữa lại bị đạp với 18 điểm, thanh khoản cũng lớn. Đạp xong thì sao? Nó lại rút chân, được chưa? Nó lại có những pha rung lắc rút chân. Rút chân xong thì tiếp tục làm sao? Lại kéo, được chưa? Mà cái phiên này này, nó lại kéo càng về sau, nó lại kéo càng gọi là gì? Nó lại kéo càng mạnh để làm gì? Để nó thu hút cái lực FOMO vào, được chưa? Nó thu hút càng nhiều người FOMO vào càng tốt, được chưa? Và càng về sau ấy, mọi người kiểu càng có cái gọi là gì nhỉ? Cái sự FOMO nó càng cao. Đó, đúng không ạ? Bởi vì làm sao? Đoạn đầu này thì vẫn còn lo, nhưng mà đoạn sau này cứ thấy là rút chân lên là ngon, đúng không? Thì những cái đoạn sau này thì nó càng FOMO càng nhiều, được chưa? Mà FOMO càng nhiều thì cái mức đạp nó càng mạnh. Đấy, nên là chúng ta để ý những cái vùng này này, nhìn này, các anh chị nhìn nhá. Tăng điểm, được chưa? Vượt cái vùng gọi là cái vùng này là chạm 1200 đấy, đúng không? Chạm 1200, cũng có thời điểm là nó vượt 1200 với cái mức thanh khoản rất là ok và mở gáp, được chưa? Nhưng mà ngay sau đó này, nó bị đạp luôn, được chưa? Đấy, nó bị đạp luôn, và đạp lại còn sâu hơn cơ. Đấy chưa? Và nó làm sao, nó bị đạp theo cái kiểu không phải là đạp trong một phiên nhá, mà nó gọi là gì nhỉ? Kiểu như cưa chân bàn ấy, cứ mỗi phiên nó bị giảm chục điểm đi. Đây, phiên đầu này giảm một tí này, phiên sau giảm 10 điểm này, phiên sau nữa mở gáp giảm 20 điểm này. Những phiên sau lại cân bằng này, có những phiên mà nó giảm tiếp xuống về những cái vùng 1140, nghĩa là cả cái biên này nó giảm đi khoảng 60 điểm, rồi sau đó mới rút chân, được chưa? Và sau những cái pha mà gọi là gì? Rũ thủng nền như thế này nhá. Nhìn này, đoạn này nó còn rũ thủng nền, thủng MA50, ai cũng sợ, ai cũng lôi hết hàng ra bán. Thì lúc đấy nó lại có cái trạng thái làm sao? Dòng tiền thông minh nó lại vào, nó thu gom từ những cái người mà hoảng loạn, được chưa? Nó lại mua lại từ những người hoảng loạn để nó làm sao? Nó cướp hàng, thế thôi. Và sau những cái pha rũ hàng thật mạnh như thế này nhá, thì thị trường nó mới vào một cái pha kéo thật sự. Đấy. Nên là cái view này này, hiện tại chúng ta vẫn làm sao? Cũng đi theo cái view là như thế. Đây. Trước mắt là theo mình nhá, là đoạn này nó sẽ vẫn cứ rung lắc cho chúng ta. Làm sao? Chóng mặt thì thôi, được chưa? Cứ mua vào xong lại bán ra, nên là ai ấy, mà cứ mua cao ấy, cứ mua đuổi ấy, thì chắc chắn là các anh chị sẽ phải bán lỗ nhá. Còn ai mà thật sự là tỉnh táo ấy, cứ mua khi chỉnh như thế này này, thì các anh chị luôn luôn có lãi khi mà hàng về. Nói thật, ai mà mua từ những cái phiên ngày 30 tháng 5 thì bây giờ hàng về lời 5 đến 10% nhá, là bình thường, đúng không ạ? Hay là ai có mua được từ những cái phiên ngày 24 tháng 5 nhá, đúng không? Hàng về cái phiên ngày 28 tháng 5 này lại kéo mạnh này, hàng về lời từ 5 đến 10% là quá bình thường, được chưa? Nên là bây giờ nói thật, ai mà đu ở những cái vùng 1280 này thì rủi ro nó sẽ khá là cao nhá, sẽ khá là cao đấy. Nên là hiện tại nó tiệm cận 1300 rồi thì các anh chị nên hạn chế đu, được chưa? Và với cái view này nhá, thì mình đánh giá là pha kéo này, những cái pha kéo ở đoạn sau ấy thì ngày nó càng mạnh, nên là đoạn này có thể nhá, thị trường nó có thể tiệm cận 1300. Đấy, nó có thể tiệm cận 1300, thậm chí là nó có thể vượt 1300 cũng được. Nhưng mà một khi mà nó vượt 1300 ấy, mà nó không có cái sự đồng hành của một cái dòng dẫn nào, đúng không? Ví dụ hiện tại chúng ta chưa thấy một cái nhóm ngành nào nó là cái nhóm ngành dẫn. Ví dụ như là nhóm banh hay là nhóm chứng khoán hay là bất động sản, chúng ta chưa thấy mà nó có cái sự gọi là gì nhỉ? Lan tỏa, đúng không? Và nó có cái sự luân phiên, hoặc là nó có cái sự nổi bật từ một số những cổ phiếu riêng lẻ. Đấy, nên là hiện tại chúng ta chưa thấy một cái nhóm ngành nào nó có thể dẫn dắt. Nên là vượt 1300 mình đánh giá là khó ở đoạn này nhá. Khó có thể vượt luôn. Nên là nếu nó có những pha chạm 1300 ấy, thì nó sẽ là những cái trạng thái mà mình đánh giá là thiên về một cái trạng thái bull trap hơn. Và chính những cái vùng này mà nó rũ một phát từ 1300 về 1250, hoặc thậm chí nó có thể làm sao như mình vừa đề cập ấy, là nó sẽ có một pha rũ thật mạnh để làm sao chúng ta cảm giác như là thủng nền, thủng MA50, gần như là tuyệt vọng rồi, đúng không? Gần như là muốn lôi hết hàng ra bán, thì lúc đấy thị trường nó mới vào một pha kéo ở đoạn sau, được chưa? Nên là chúng ta cần phải chuẩn bị cho một cái kịch bản hoàn hảo, nó là như thế. Còn bên trong nó sẽ có cái sự biến đổi như thế nào thì chúng ta sẽ tùy vào từng cái dữ kiện chúng ta sẽ trao đổi nhá. Thì đấy là cái view của chúng ta, được chưa? Nên là cái tiêu đề mình muốn chia sẻ với các anh chị, trao đổi với các anh chị, đó chính là chúng ta cần phải cẩn trọng khi về 1300. Bởi vì sao? Nếu mà về 1300 ấy, nó là một pha bull trap, đúng không ạ? Nó lại rũ cho chúng ta một phát từ 1300 về 1240 chẳng hạn, chỉ cần 60 điểm thôi. Nó rũ cho khoảng 4 phiên, mỗi phiên 10 đến 15 điểm nhá. Nó cưa vậy thì đảm bảo với các anh chị, cổ phiếu nào yếu ấy, nó sẽ giảm cho chúng ta từ 15 đến 20% là bình thường nhá. Hoặc cổ phiếu nào trung bình nó cũng sẽ giảm đi khoảng 10%. Đấy, nên là chúng ta ấy mà mà đu ấy là sẽ làm sao sẽ dính về những cái pha giảm như vậy thì rất là thiệt, được chưa? Nên là các anh chị cần phải có cái sự chuẩn bị. Nếu ai mà có full hàng ở dưới rồi, được không ạ, thì lên những cái vùng 1300 chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến phương án chúng ta có thể chốt lời một phần để làm sao để nới cái dư địa có thể mua được khi mà thị trường nó bị điều chỉnh nhá. Và điều chỉnh ấy, chúng ta nên canh ở những cái vùng quanh 1250. Đấy, thì cái đấy là vẫn là cái view mà mình gọi là đang hướng đến, được chưa? Bây giờ mở mua mới thì theo mình là thời điểm đẹp nhất nó là những cái thời điểm ngày 30 tháng 5 hoặc là thời điểm ngày 24 tháng 5. Còn bây giờ các anh chị mua ấy, nó có làm sao nó có được cái vị thế tốt được nữa, đúng không ạ? Đây, bây giờ chúng ta sẽ lướt qua về một số cổ phiếu mà cuối tuần mình có chia sẻ với các anh chị nhá. Chẳng hạn chúng ta nhìn CMG đi. Nếu các anh chị mua được từ những cái phiên chỉnh nhá, mà mình đề cập là nếu mà nó nhúng về khoảng 57x, 58x hoặc thậm chí là cuối tuần mình đề cập là 5960, đúng không ạ? Thì chúng ta nhìn này, cái mức lợi nhuận đến bây giờ nhé, nó là 14%. Được chưa? Chúng ta mua từ những cái vùng 57 đến bây giờ nó là hơn 10% nhá. Và cái đà này thì nó chưa thể dừng lại ở đây đâu. Nên là CMG khả năng cao nó sẽ còn bật tăng nữa nhá. Đấy, nhưng mà bây giờ nó bật tăng nữa, nó không phải là thời điểm mua nữa rồi. Bây giờ các anh chị mua ấy thì cái rủi ro nó đi kèm nó rất là cao nhá. Có thể ngày mai con này nó sẽ mở gap và nó tăng tiếp. Được chưa? Hoặc thậm chí nó có thể tăng trần. Với cái xung lực này thì nó sẽ rất là khỏe. Đấy, còn tại sao khỏe thì mình đã phân tích cho các anh chị từ trước lúc mua rồi cơ. Chứ không phải đến bây giờ nó bật tăng trần này thì mới phân tích là nó khỏe. Thì nó cũng là vô nghĩa, đúng không ạ? Đấy, nên là mình chắc chắn là nếu anh chị nào mà có theo dõi video của mình chia sẻ thì đảm bảo các anh chị mua được từ những cái vùng 5960 là bình thường, được chưa? Và đến bây giờ hưởng chọn một cây trần nhá. Đấy là đối với CMG. Thứ hai là EZC. Chúng ta cũng có trao đổi với nhau về một trạng thái làm sao dòng tiền vào và nó có cái pha nén, đúng không? Nén kiệt cung, được chưa? Thanh khoản nó nhỏ dần. Đấy, và con EZC này nó lại có cái lợi thế là nó có cái cấu trúc nền tảng tích lũy nhá. Trước mắt theo mình cái target nó sẽ là khoảng 16.5. Đấy, nó sẽ kéo lên đến cái vùng này, nó sẽ gặp kháng cự thì nó sẽ có những cái trạng thái rung lắc điều chỉnh. Được chưa? Và những cái trạng thái rung lắc điều chỉnh của nó là để nó chỉ là chững lại thôi và nó sẽ kéo lên tiếp nhá. Đấy, với cái trạng thái này của EZC thì mình đánh giá là nó rất là khỏe nhá. Và đây nó là một trong những điểm pivot của nó, mẫu hình VCP này. Được chưa? Và cái điểm này là một điểm pivot nên là ai mà mua được từ những cái vùng khoảng 14x 15 ấy thì đảm bảo bây giờ các anh chị cứ thoải mái mà nắm giữ nhá. Cứ nắm giữ thôi. Đoạn sau chắc chắn là nếu mà nó chạm vào vùng này này, được chưa? Những 16.5 này mà nó gọi là gì? Xung lực của nó không quá khỏe. Ví dụ như là dòng tiền nó không đánh lên liên tiếp, nó không đánh lên hai cây trần liên tiếp thì những con EZC này nó sẽ có cái độ chững, đúng không? Có thể là nó sẽ kéo lên khoảng 17, 16.5, 17 rồi nó sẽ có độ chững. Nó có những pha squat xuống. Đấy, thì những cái pha điều chỉnh này thì lúc ấy chúng ta mới tầm ngắm đến. Chứ bây giờ chúng ta không nên mua đuổi ở những đoạn này nhá, không nên mua đuổi các anh chị ạ. Hay là một cổ phiếu TTN, cũng là một cổ phiếu mà mình đề cập với mọi người khá là nhiều, đúng không? Nó là một cổ phiếu sàn upcom. Nhưng mà chúng ta nhìn này này. Đấy, nó cứ đến lúc nó bắt đầu nó tiệm cận MA20 thì nó có cái trạng thái gì đây? Kiệt cung, đúng không ạ? Thanh khoản kiệt lại rất nhỏ và nó test lại MA20 cũng như là cái vùng nền của nó. Đấy, con này thì làm sao chúng ta để ý nó có cái cấu trúc nền tảng ở đây và dòng tiền nó đánh lên liên tiếp như thế này, được chưa? Với cái làn sóng công nghệ và chúng ta nhìn này, dòng tiền nó đánh này, đúng không? Cực khỏe luôn, đúng không? Những cái phiên mà nó bật tăng cây nến xanh ấy, tăng rất là mạnh. Đấy, điều chỉnh thì nhìn điều chỉnh nó khá là bình thường, đúng không? Nó điều chỉnh nó khá là nhẹ nhàng. Đấy, thì những cổ phiếu này cái dư địa tăng của nó vẫn còn nhá. Thậm chí nó có thể giống như là những con VGI này, chúng ta để ý này. Đây, đúng không? Đoạn trước thanh khoản vào quá mạnh, đúng không? Thì đoạn sau này nó chỉ cần những pha rũ này rồi nó cân bằng kiệt cung này, nó đánh lên tiếp này, được chưa? Nó đánh lên này. Đấy thì nó sẽ dư địa của nó nhìn xem nó sẽ còn tăng. Được chưa? Nhìn cái đà này thì nó khả năng là TTN nó vẫn còn tăng nhá. Nên là mình đánh giá là ngoài CMG thì ngày mai TTN cũng sẽ là một trong những cổ phiếu nó tiếp tục tăng mà nó vượt đỉnh này, nó vượt được khoảng 13.7, 13.8 với một cây nến thanh khoản lớn nữa thì khả năng là những cái cổ phiếu này nó cứ thế mà nó tăng nó đi lên thôi nhá. Đấy, điểm mua chuẩn thì mình đề cập là nó quanh vùng dưới 13 là các anh chị phải chuẩn bị cho mình rồi. 12 đến 12 năm là cái vùng mà chúng ta cần phải chuẩn bị và lấy vị thế rồi. Còn bây giờ các anh chị vào muộn thì các anh chị phải chấp nhận với mình một điều là vị thế của chúng ta nó sẽ không đẹp được nữa nhá. Và nói thật là vùng này mua vẫn ổn nhá, vẫn ổn. Nhưng mà nó không phải là một vị thế rất đẹp. Được chưa? Bởi vì là như cá nhân mình là mình cũng mua ở những cái vùng khoảng 16, 12.6. Đấy, 12.5, 12.6. Đấy, nên là bây giờ mà các anh chị mua dưới ở trên thì chắc chắn là nó không đẹp bằng rồi nhá. Đấy, thì trước mắt là nếu mà nó yếu thì nó sẽ có cái trạng thái lình xình ở đây này và nó kéo lên tiếp nhá. Đấy, nên là nếu mà ngày mai mà nó không gọi là bị kéo thốc lên thì chúng ta hoàn toàn có thể canh ở những cái vùng quanh 13, đảo xuống, trở xuống, chúng ta quanh 13 chúng ta lấy cũng được để đánh ngắn. Được chưa? Riêng mình thì mình thấy view của những cái con như TTN này rất là khỏe nhá, rất là khỏe, và nó sẽ còn cái tiềm năng đánh lên. Đấy, TTN không phải là bây giờ mình mới chia sẻ nhá. Hay là chúng ta nhìn những cổ mà nó đang có cấu trúc khỏe này, nó đánh lên tiền, đánh lên mạnh này. Đấy, như là DHT mình cũng có chia sẻ mọi người rồi, thì nó bây giờ nó cứ đà nó kéo lên thôi, đúng không? Nó cứ đà nó kéo lên thôi. Hay là DTD cũng là một trong những cổ phiếu mà đề cập với mọi người lấy từ những vùng 31x, đúng không ạ? Đến bây giờ nó cũng lên đến khoảng gần 34 rồi. Đấy, và chúng ta nhìn những cái đoạn dưới này, thanh khoản nó đang kiệt lại dần nhá. Có thể là nó sẽ chưa đánh lên luôn nhưng mà nó rung lắc này. Đấy, nó sẽ rồi, nó sẽ lại kéo. Được chưa? Và thường những cổ phiếu này thì mình đánh giá là nó sẽ có thể nhá. Có thể là trong một trường hợp mà thị trường nó cứ leo đến cái vùng đỉnh này, quanh 1300 này, nó sẽ mất khoảng 3 đến 5 phiên nó chững ở cái vùng đỉnh này. Đó, rồi sau đó thị trường nó mới bị điều chỉnh, mới bị đảo. Đấy, thì những cái cổ này này như là TTN hay là DTD, đấy, hay CMG, nó sẽ vẫn là những cổ phiếu riêng lẻ nó kéo lên. Đấy, thì đấy là ý kiến cá nhân nhá, ý kiến riêng của mình. Được chưa? Hay là chúng ta nhìn những cổ phiếu như là LIS này, đúng không? Đấy, cuối tuần mình cũng có chia sẻ với mọi người là nhìn cái form này rất dễ nó sẽ đánh lên. Đấy, nó đánh lên rồi. Được chưa? Nó bật tăng bằng một phiên thanh khoản cũng tương đối là ổn. Được chưa? Trước đó là nó có những cái trạng thái test lại EMA 20 với thanh khoản kiệt lại, đúng không? Đó. Thì bây giờ bảo điểm mua chuẩn ấy, thì đối với những con LAS này, cái thứ này thì khó rồi nhá. TTN nó vẫn còn trong nền thì còn chấp nhận mua được. Chứ LAS bây giờ nó vượt nền rồi thì rất khó mua. Hay là DCM này đề cập mọi người từ những cái vùng mà nó chỉnh về 36, đúng không? Đến bây giờ nó cũng bật này này. Đấy, ngày hôm nay bật lên rất là nhiều. Hay là HAG từ những cái vùng quanh 14 này này, đúng không? Đấy, 14.3, 14 đến 14.3, đúng không? Chúng ta nhìn này, những cái trạng thái mà nó chạm đến kiệt cung. Hôm nay nó bắt đầu nó có phiên nó đánh lên, gọi là tiền nó mớm vào, được chưa? Hôm nay chúng ta thấy là có cái trạng thái tiền của mớm, tiền mớm vào. Thì nếu mà ngày mai nhá, nó mà khỏe thì nó phải đánh lên luôn. Còn trong trường hợp mà nó cứ đi lình xình ở phía trên này này thì nó lại làm sao? Nó lại bị điều chỉnh. Đấy chưa? Nên là HAG cũng là một trong những cổ phiếu mà mình đánh giá là có thể trong ngày mai nó sẽ đánh lên nhá. Còn điểm mua thì nói thật là chia sẻ với mọi người từ trước rồi, đúng không? Bây giờ nên là mọi người đừng có trách là bảo là bây giờ thấy đẹp mới bảo mua nhá. Không. Chia sẻ với nhau từ những lúc mà nó gọi là gì? Những lúc mà thị trường mà mọi người còn đua nhau bán cơ mà, đúng không? Mọi người còn sợ cái lúc vùng 1250 ấy, mọi người còn đua nhau bán thì lúc đấy mình lại bảo các anh chị làm sao? Bình tĩnh và xem danh mục thiếu gì, cổ phiếu nào đang khỏe, đúng không? Các anh chị mua cho mình. Đấy, trong Zoom khuyến nghị là mình đề cập với mọi người tham gia khá là nhiều. Cổ phiếu tiếp theo mà mình đánh giá là ngày mai có khả năng bật nhé, đó chính là VCS. Các anh chị chú ý cho mình con VCS này. Ok, nhìn vùng này nó vẫn là một cái vùng mà chúng ta có thể lấy được đấy, vẫn là một cái vùng có thể mua được nhá. Chứ đừng để đến lúc mà nó vượt 73 rồi các anh chị mới hỏi mua thì tuyệt đối là không. Chúng ta nhìn nó là có một cái form cấu trúc VCP nhá. Một cái cấu trúc mà mình nói đi nói lại với mọi người rồi. Và chúng ta nhìn ở cái trạng thái này, khi mà nó bị rũ này, cân bằng này, cân bằng kiệt cung, đúng không? Kiệt cung. Và ngày hôm nay chúng ta nhìn thanh khoản nó bắt đầu nó nhú lên. Đây là một pha dòng tiền mớm. Thì với một pha dòng tiền mớm này, chúng ta sẽ chờ đợi một phiên kiệt cung tiếp theo nhá, một phiên kiệt cung tiếp theo rồi nó sẽ đánh lên một cây von lớn nữa thì nó sẽ bắt đầu nó vượt đỉnh, và đấy nó sẽ là một cái điểm pivot nhá, một cái điểm vượt đỉnh, được chưa? Một cái điểm bùng nổ. Đấy, hoặc không có thể nhá, có thể là tiếp nối luôn, nó sẽ là một cây bùng nổ luôn. Nên là có khả năng nhá, có khả năng là trong ngày mai ngày kia con VCS sẽ là một trong những con mà nó bật tăng, thậm chí có thể là tăng trần. Đó, hoặc là mình đánh giá là con này tăng trần thì nhìn quá khứ thì nó ít lần nó tăng trần, nhưng mà khả năng cao là nó bật mạnh thì cũng khó, cũng có nhá, cũng có đấy. Đấy, cái form tích lũy này và bắt đầu nó có dòng tiền mới thì mình đánh giá là khả năng cao là nó sẽ bật. Còn vị thế mua thì vẫn chia sẻ với mọi người từ những vùng 68 đến 70 rồi nhá. Đấy, vẫn 68 đến 70 nên là bây giờ quanh 71 đi thì ok, nó vẫn là những cái vùng mua được. Được chưa? Mặc cho thị trường nó hiện tại nó đang leo lên cái vùng 1280 rồi nhá. Tiếp theo chúng ta xem còn cổ phiếu nào còn có cái dư địa ổn không? Như BSR thì chưa chỉnh đủ thì mình cũng chưa mua mới. Chúng ta tiếp tục đi tìm những cổ phiếu có khả năng bật tăng. PVS thì nó cũng đang nén lại với thanh khoản nhỏ này. Được chưa? Chưa thấy tiền mớm vào nên là cũng chưa thể có thể gọi là chưa có dữ kiện để cho rằng con này nó sẽ bật tăng, nhưng mà nếu mà nó bật tăng thì nó cũng là một tín hiệu tốt nhá. Đấy, hiện tại nó đang nén lại quanh EMA 20 này với thanh khoản nhỏ. Được chưa? Cũng rất là hy vọng là ngày mai nó sẽ có một pha bật tăng với thanh khoản lớn hơn trung bình. Đấy dạ, nó chỉ cần bật tăng thôi chứ không cần thiết nó phải là những pha tăng chân hay là gì cả. Đấy, nó bật tăng thôi thì nó sẽ xác nhận một cái xu hướng ở phía sau nó vẫn là tiếp tục tăng lên nhá. Đấy thì mình cũng hiện tại thì chưa có đủ dữ kiện đâu, nhưng mà nhìn cái thanh khoản nó bắt đầu nó có cái sự nhú lên, đặc biệt là trước đó nó có những pha rũ thì mình đánh giá là cũng có thể là nó sẽ tận dụng cái nhịp này của thị trường để nó bắt đầu nó đẩy những cái con này tiếp tục tăng nhá. Nên là chúng ta có thể chú ý được. HDC đây, nhiều anh chị bảo là mua những cái phiên này đúng không? Nhớ anh chị bảo là đu 33 này bây giờ rút như thế này thì có xấu không? Đúng không ạ? Nói thật, HDC là một cổ phiếu chúng ta tầm ngắm trung hạn thì đúng không ạ? Một phiên rút này thì liệu anh chị đánh giá là nó có xấu không? Nhá, rất là một phiên nó chỉ là rút ngược lại thế này thôi nhá, nhưng mà bản chất thanh khoản nó vào nó vẫn ổn. Đấy chưa? Bởi vì sao? Bởi vì nhiều người này này đu ở trên này đúng không? Đu ở trên này. Đấy thì người ta cũng phải về đến những cái vùng đỉnh, người ta cũng phải cho người ta chốt lời chứ đúng không? Cũng phải cho người ta gọi phải chốt lời mà người ta phải thoát hàng ấy, đúng không? Đó, con này bản chất nó vẫn đang ở trong một cái cấu trúc tích lũy thôi. Được chưa? Nên là nó sẽ không thể đánh phiêu được bằng những cổ phiếu mà phía trên gọi là cổ phiếu vượt đỉnh đấy. Được chưa? Con này nếu mà nó đánh, nó sẽ đánh lên kiểu về cái cấu trúc mà nó đánh lên cứ gọi là gì nhỉ? Cứ lên đều nhá. Nên là bản chất với một phiên như thế này thì chỉ có thể khẳng định là dòng tiền lớn nó đang quan tâm thôi. Được chưa? Chứ không có ý là xấu đâu. Còn cái vùng warming vẫn đề cập nó là phải là những cái vùng 31, quanh 31, được chưa? Đấy, nó là những cái vùng mà chúng ta hiện tại nhá, nó chưa thể bật lên được, đúng không? Chúng ta chưa thấy một cái dữ kiện nào để có thể khẳng định là nó sẽ bật lên được. Nhưng mà bây giờ nó quanh về những vùng 31 ấy, nó là những cái vùng mà chúng ta hoàn toàn có thể gom được và, được chưa? Và chờ đợi những cái pha mà nó bật tăng. Bao giờ nó bật tăng thật với thanh khoản lớn, được chưa? Thị trường tốt, đấy thì lúc ấy chúng ta sẽ gia tăng và nhồi thêm, nhá. Nên là các anh chị cứ chú ý cho mình ở quanh những vùng 31 chúng ta cần phải gom những cổ phiếu như HDC. Đấy chưa? Thậm chí ngày hôm nay nó có một pha rút ngừng như thế này nhưng mà có thể nhé, hoàn toàn có thể ngày mai nó sẽ lại làm sao? Nó sẽ lại tăng bù một cái pha giảm. Nên là chúng ta cũng không chắc được đâu. Nhưng mà chúng ta phải luôn sẵn tinh thần là có chỉ chúng ta sẽ mua nha. Bởi vì HDC là một cổ phiếu tầm ngắm trung hạn được. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn vào QTP này thì vẫn ổn đúng không? Một cây bật tăng này, một cây tiếp tục chững lại kiệt cung này. Đấy, ngày mai mà bật tăng nữa thì quá đẹp nhá. Nói chung là con này thì cũng chia sẻ mọi người điểm mua rồi. Đấy. Để xem là ngày mai nó bật tăng lên nữa không nhá. Đấy, khả năng là dễ có. Mình thấy là khả năng là dễ có. Nhưng mà bây giờ bảo điểm mua thì không có nhá, không có điểm mua về nó đâu. QNS nó đi ngang kiệt cung này rất là khó chịu nhỉ. Con này nó sẽ đi hơi y nhỉ, hơi y. Nhưng mà cái xu hướng của nó sẽ vẫn là đánh lên nhá. Nó có những phiên xác nhận này. Đấy, những pha squat xuống này và dần dần gọi là gì? Giá nó đang tăng lên và thanh khoản nó có cái trạng thái kiệt cung đi dần thì rất dễ là nó sẽ có những phá bùng. Được chưa? Còn vị thế mua nó vẫn là những cái vùng mà trao đổi rồi, ai mua thì cũng mua rồi, đúng không ạ? Còn bây giờ thì bảo có mua mới được không thì mình thấy là vẫn được, chả sao cả. Nhá, vẫn được. Quanh 50 thì vẫn được, nhưng mà chấp nhận là con này đánh nó sẽ hơi ì đấy, hơi ì. Upcom thì nhìn con này nó đánh nó không phiêu đâu. Nhìn cái lịch sử đánh của nó này, đúng không? Nó cũng chỉ đi lên, không có những phiên nào tăng trần đâu mà nó tăng lên rất là đều nhá. Nó sẽ có cái sự đều đặn và nó có cái sự an toàn đối với con QNS này. AAA thì bản chất chưa có gì đúng không? Đấy, bùng lên với hai cây tăng mạnh và nó điều chỉnh với những cái cây nến giảm von nhỏ thế này thì cũng bình thường nhá. Sớm nó cân bằng nó sẽ lại tiếp tục kéo thôi. Được chưa? Sớm cân bằng nó lại tiếp tục kéo thôi, chưa có gì cả. Những cái cổ phiếu mà tăng mạnh như thế này và chúng ta cũng đang chờ điều chỉnh ấy thì mình đánh giá là những cái con như HDG này thị trường mà nó neo lên cao ấy thì những con này khả năng nó sẽ kiểu làm sao, nó sẽ có cái độ chững ở đây nhá, sẽ có cái độ chững ở đây và nó chờ những cái pha mà thị trường điều chỉnh. Đấy, và chúng ta cũng cần phải canh những nhịp mà thị trường điều chỉnh để những con này nó điều chỉnh theo. Chúng ta sẽ phải là những người mà lấy được nó ở những cái vùng giá khoảng 31x thì mình đánh giá là nó là cái vùng lấy hợp lý, đặc biệt là nó đang có cái dòng tiền vào khỏe như thế này nhá. Dòng tiền vào rất là khỏe luôn. NHA, VSC cũng là một cổ phiếu mà chúng ta tầm ngắm trung hạn được, đúng không ạ? Lý do bởi vì là chúng ta thấy là nó bắt đầu nó có 3 phiên này rồi, được chưa? Bắt đầu nó có dòng tiền lớn và nó bắt đầu nó gom. Đấy, đúng không? Không phải tự nhiên ở đáy này mà tự nhiên nó có phiên những cái phiên mà bật tăng lên với dòng tiền lớn này thế này đâu nhá. Nên là theo mình đánh giá là những cái vùng gom ngon ấy nó sẽ là những cái vùng khoảng 21.5 nhá. Chúng ta sẽ gom ở những cái vùng như vậy, được chưa? Đấy, và chúng ta sẽ làm sao? Gom và chờ đợi những cái pha mà nó kéo lên nhá. Xác định đánh trung hạn thì VSC mình đánh giá là chúng ta cũng có thể gom được. Được chưa? Gom được. Ở quanh cái vùng ít nhất là nó không được quá 22 nhá, không được quá 22 để làm sao? Để nếu mà nó rủi ro nhất ấy, đúng không? Là nó thủng 21 chúng ta vẫn có cái cơ hội là nó sao? Thoát hàng mà nó không bị ảnh hưởng quá nhiều. Được chưa? Nên là VSC cũng là một trong những cổ phiếu mà gom được. Được chưa? Còn bảo để là ngày mai ngày kia tăng lên chưa thì mình đánh giá là chưa thấy cái động lực để nó tăng lên nhá, nhưng mà nên gom. DGC này. Đó, DGC ngày hôm nay sáng sớm mọi người cứ chia sẻ với nhau về cái trạng thái là nó có tin xấu. Nhưng mà mình nhắn luôn trong Zoom tư vấn là tin xấu các anh chị làm sao? Bắt đầu mua gom luôn cho mình. Được chưa? Nó về vùng giá gom rồi đấy. Đấy, đề cập mọi người là vùng 120 đến vùng 122 đúng không? Thì hôm nay nó nhúng về 121.5. Bản thân mình là ngày hôm nay mọi hôm đều kê DGC nhưng bản thân mình ngày hôm nay cũng không lấy được nó. Nhưng mà anh chị nào mình tin chắc là anh chị nào mà có cái sự chủ động ấy, đảm bảo là lấy được ở những cái vùng 121 đến 122 nhá. Đấy, những cái pha nhúng như thế này. Nói chung là trước mắt là khả năng là nó sẽ vẫn còn nhúng nữa nhá. Thậm chí là nó có thể nhúng về một khoảng 118 119. Nhưng mà chúng ta lấy được từ những cái vùng này, lấy vị thế được rồi thì chúng ta sẽ yên tâm hơn. Được chưa? DGC thì mình đánh giá là vẫn ở vùng gom thôi chứ chưa có một cái động lực có thể là nó sẽ đánh lên được nhá. Đấy, chúng ta cứ chờ đợi xem. Cứ chạm 130 để bắt đầu lại bị đạp xuống nha, đúng không? Đấy, nên là ai mà cứ đu 130 là mệt nhá. Đu 130 là rất là mệt. Đấy, nên là mình khuyến khích các anh chị đừng bao giờ các anh chị đu ở đoạn này, cứ chỉnh các anh chị mua. Hàng về đảm bảo là sẽ có lãi. Chứ chúng ta mà đu ấy, hàng về chỉ có lỗ thôi. May mắn lắm thì mới có được cổ phiếu mà nó làm sao? Đi ngược thị trường, nó tăng. Tiếp tục xem còn có cổ phiếu nào hay thì chia sẻ mọi người nào. VIC ngày hôm nay cũng bật rồi nhá, đúng không? Vùng gom 17x thì chia sẻ mọi người rồi. Con này thì gọi là gì? Om nuôi trung hạn thôi. Đấy, om nuôi thôi, om nuôi. Bởi vì làm sao? Nó cũng chưa phải là cổ khỏe đâu. Đấy, đến cả cái vá nền rũ này nó còn chưa vá, đúng không? Nó mới chỉ làm sao? Gọi là gì nhỉ? Nó đang tích lũy cân bằng ở vùng dưới này thôi nhá. Đấy, nó cần phải có những cái điểm pivot vượt lên hẳn để nó xác nhận. Còn không thì nó sẽ vẫn lình xình ở phía dưới. Nên là hiện tại thì chứng khoán thì mình thấy là chưa có cổ phiếu nào nó quá là đẹp. Trước đấy thì chỉ có chia sẻ với mọi người về một số trạng thái của BVS, đúng không? Là một trong những cổ phiếu mà làm sao? Chứng khoán mà nó thuộc kênh trên mà nó khỏe thì chúng ta có thể mua được, đúng không ạ? Từ những điểm mua đến bây giờ đảm bảo các anh chị là có những cái mức lợi nhuận khoảng 30-40%. Hay là chứng khoán thì thấy là có cổ riêng lẻ thì mình thấy là có con ORS này thì cũng đang rất là hay. Bởi vì chúng ta nhìn này, nó đã vá lại cho chúng ta một cái pha rũ này với những cái phiên thanh khoản rất lớn. Nghĩa là sao? Nó bắt đầu nó có dòng tiền lớn tham gia và quan tâm. Thì trước mắt là nó sẽ cần cái trạng thái cân bằng ở đây nhá. Cân bằng quanh 16 này. Đấy, nó sẽ lại kéo lên thôi. Được chưa? Về vị thế ngắn hạn thì mình đánh giá là con ORS này khá là ổn trong nhóm chứng khoán nhá. Ngoài ra thì mình chưa đánh giá được con nào nó ổn hơn ở hiện tại nhá. Chưa thấy con nào ổn hơn ở hiện tại. Còn nếu mà xác định gom om nuôi thì những con như là VCI, SSS thì cũng được, đúng không? Chúng ta nhìn đấy, nó nhúng về khoảng 18 và nó lại bắt đầu bật lên. Nhưng mà thanh khoản rất thấp, những con này chưa biết bao giờ nó mới đánh lên được. Nên là ai mà thật sự là muốn có một dòng chứng khoán và cứ có tiền gọi là gì, tiền sẵn ở đấy om nuôi thì ok thôi. Còn nó chưa có cái xung lực đánh lên luôn ở trong cái nhịp này đâu. Nên là trong ngắn hạn chúng ta không nên tập trung quá nhiều vào những cổ phiếu như thế này. Ngày hôm nay thì có cái sự nổi bật của nhóm banh. Và nhiều người cũng bắt đầu là có cái gì nhỉ? Có cái nghi vấn là liệu banh nó có vào sóng tiếp hay không? Và liệu đã nên mua banh hay chưa? Thì như mình có đề cập ấy là, đúng không? Ok, nó rũ nền thì nó cần phải có những phiên vá. Phiên vá xong thì nó sao? Nó sẽ có những phiên gọi làm sao? Test lại nhá. Nên là chúng ta đừng có vội, đúng không? Đấy, nếu mà chúng ta mua ở những cái vùng mà nó gọi là gì? Nó cứ ngang ở đây này, nó sẽ rất là khó chịu, đúng không? Đây ví dụ là ai mà mua ở cái phiên mà nó bùng lên này, ngang này, nó sẽ lại bị rũ này, rũ xong kéo này, xong kéo xong lại bị rũ này. Nghĩa là sao? Cầm mãi mà chẳng có lời. Đấy, thì thà một là mua trong trường hợp mà nó bị rũ hẳn thì sẽ mua được những cái trường hợp mình như thế. Hai là làm sao? Ví dụ như là MB Bank này. Mình thấy là con MB Bank này ai mà gọi là gì? Hiểu về cái phương pháp và cái cách đánh của mình ở nhịp này thì chúng ta thấy là nó có những cái nhịp rũ này. Được chưa? Thì nó sẽ có những cái trạng thái gọi là gì đấy? Gáp kiệt sức đấy, đúng không? Đấy, nó sẽ có những cái trạng thái mở gáp ra với thanh khoản nó lớn nhưng mà nó không bị đạp quá nhiều. Và phiên sau nó có cái trạng thái cân bằng kiệt cung luôn. Đó thì những cái vùng này gần như là nó là một cái vùng đáy. Thì ai mà xác định, đúng không? Không đánh ở những cái vùng mà nó lên vá ở cái vùng lưng chừng này, mà hãy đánh luôn từ những cái pha rũ. Một là như thế để được cái vùng giá đẹp. Hai là để cho nó vượt hẳn nhá, rồi nó test lại mua nó sẽ ok hơn, được chưa? Banh thì mình thấy là đoạn trước là cũng có đề cập với mọi người về một trạng thái HDB đúng không? Đấy, mình đề cập rồi, cứ về 2-3 các anh chị gom cho mình thì có phải ok hơn không? Đấy, và bật lên chúng ta lại nó ra, lại chốt ngắn hạn được. Chúng ta nhìn này. Đấy, những cái trạng thái này nó kéo lên, bật lên này. Được chưa? Vượt đỉnh nhá, nhìn rất ngon nhá, thanh khoản rất ngon, nhưng mà về sau lại rũ, rũ về 23 này. Được chưa? Có những pha mở gap này. Đấy, thì chúng ta nhìn này, những cái pha rũ này, khả năng mình thì mình đang thiên về mình thấy là con HDB này, banh thì mình đang thấy HDB đẹp hơn. Bởi vì làm sao? Nó có những pha kéo dướn. Được chưa? Kéo dướn vượt đỉnh. Rồi sau đó nó lại rũ, mà rũ làm sao? Rũ lại thủng nền gần này. Đó, và bây giờ nó đang bắt đầu nó có cái trạng thái bật ngược trở lại thì mình đánh giá HDB cũng hay hơn là những con khác, hay hơn là những con banh khác, bởi vì nó vẫn là một trong những cổ kênh trên và nó hay trong ngắn hạn nhá. Mình đánh giá là nó rất hay trong ngắn hạn. Chứ nếu mà nó mà vượt được khoảng 24 năm này, 25 này thì đảm bảo nó sẽ cứ thế mà nó cứ lình xình nó đi lên thôi. Được chưa? Nên là mình đánh giá là banh thì mình thấy là có HDB đẹp. Đấy. Cái đoạn trước là mình lựa chọn cho các chị, mình cũng lựa chọn HDB quanh vùng 23 các anh chị lấy đúng không? Đấy, quanh 23 lấy này, có vị thế này. Bây giờ về nhúng về 23 tiếp, lấy tiền, đúng không? Thì có phải là vị thế nó đang rất là ngon không? Đấy, đúng không? Banh thì mình thấy là M với banh này, CTG thì chưa nên nhá. STB thì hôm nay nó có một phiên gọi là gì? Xác nhận, nhưng mà cũng chưa phải là quá ngon đâu. Được chưa? Nên canh những pha nhịp rung lắc thì chúng ta sẽ tính tiếp. Đấy, hiện tại bảo là có sóng banh để kéo thị trường lên vượt 1.300 thì mình chưa thấy nhá. Chưa thấy cái sự đồng thuận. Đó, chưa thấy cái sự đồng thuận. Đấy chưa? Chưa thấy một cái sự đồng thuận nào. Đấy, nhiều con đang bị rũ nền này. Đấy thì nó cũng chỉ là những cái nhịp phục hồi lên thôi. Đúng không? Ví dụ như là VCB này, bị rũ nền này, những cái pha mà nó rũ gọi là gì? Cao chào bán này. Đấy chưa? Nó sẽ cân bằng vào những khả năng là cao ở đây là những cái vùng đáy của VCB rồi. Đấy thì nó sẽ có những nhịp phục hồi thôi. Chứ bảo để sóng thì chưa thấy. Nha, VCB thì khả năng là nó sẽ có độ phục hồi. Banh thì mình cũng kỳ vọng đấy là nếu mà có sóng banh thì quá tốt. Được chưa? Nếu mà thị trường mà nó vượt được bằng sóng banh, được chưa? Bằng cái sự kéo lên của nhóm banh, phải có một cái nhóm ngành nó leader thì lúc đấy chúng ta sẽ yên tâm. Giống như là thị trường ở những cái thời điểm này, cần phải có cái leader là chứng khoán thì nó mới vào một cái pha kéo thốc lên thế này được. Hay là đoạn này nó cần phải có leader là banh thì nó mới kéo lên được đoạn này. Hay là đoạn này nhá, để nó kéo từ cái vùng dưới này lên đến đây này thì leader đoạn đấy mình đánh thì mình thấy là leader đoạn đấy nó là nhóm thép đúng không? Đấy rồi đoạn sau này nó lại là chứng khoán. Được chưa? Nghĩa là sao? Để thị trường nó phải kéo lên một cách thốc ấy, kéo thốc ấy, và vượt đỉnh, làm sao vượt đỉnh và chạy đều đặn thì nó cần phải có những cái nhóm ngành riêng. Đấy, nó phải có những nhóm ngành khỏe, nhóm ngành gọi là gì? Có cái tỷ trọng gọi là gì? Có tỷ trọng lớn đối với thị trường thì nó sẽ ok. Còn bây giờ thì nó chủ yếu là vẫn là cái sự riêng lẻ của những cổ phiếu đúng không? Vẫn là cái sự riêng lẻ. Đúng không? Đấy, banh thì chúng ta thấy con thì tăng trần, con thì vẫn đỏ. Đấy, nó chưa có cái sự đồng thuận. Đúng không? Con thì ngang, con thì vừa mới từ đáy bật lên, con thì làm sao vừa mới vá, còn con thì làm sao sắp vượt đỉnh. Ví dụ là như thế. Đấy, nó chưa có cái sự đồng thuận từ nhóm banh lắm. Nói chung là vẫn kỳ vọng nhưng mà hiện tại chưa thấy sự đồng thuận thì khả năng là thị trường chưa thể vượt 1.300 được luôn nhá. Còn trong ngày mai ngày kia mà nó có những cái diễn biến khác thay đổi thì lúc ấy chúng ta sẽ bàn lại sau nhá. Còn trước mắt là cái view của chúng ta vẫn là như thế. Để mình xem tiếp tục để xem có cổ phiếu nào hay để chia sẻ mọi người không nào. ACV hôm nay bật tăng rất là khỏe đúng không? Vốt thì không nói rồi. KDH này đúng không? Chúng ta thấy này. KDH này, phiên này bật lên này. Đấy, nhưng mà chúng ta đừng có nhìn những pha đẹp như này mà chúng ta lại đánh giá là ngon nhá. Và chúng ta đu nhá. Đấy, có rất nhiều trường hợp này. Bật lên này, cân bằng vài phiên nhá, chạm đỉnh, lại rũ, thậm chí rũ sâu hơn, nhá, rũ sâu hơn rồi nó mới cân bằng. Đấy. Các anh chị nhìn những cái form của SSI đi. Chúng ta nhìn form của SSI này đi. Đúng không? Nhìn phiên này có đẹp không? Bật lên thanh khoản lớn nhá, rất đẹp. Mấy phiên sau là sao? Rũ cân bằng và thậm chí là còn rũ sâu hơn. Sâu hơn cái điểm mua. Được chưa? Rồi nó mới có những phiên làm sao? Nổ lại, được chưa? Nổ lại, xác nhận lại, nhưng mà là sao? Nó vẫn chưa lên được. Nó lại cân bằng này, rồi lại rũ này, được chưa? Đấy, đến bao giờ nó phải có những cái trạng thái gọi là gì? Nên là chúng ta đoạn này chúng ta chỉ mua khi mà nó rũ này. Nếu các anh chị chỉ mua khi rũ ấy thì các anh chị sẽ ăn được một biên này đúng không? Ăn ở biên này thì cũng lợi nhuận khoảng 20% cũng ngon. Hoặc nếu các anh chị ăn ở những cái nhịp rũ này, ăn biên này lên thì có phải quá ngon không? Đúng đáy luôn. Đấy, nên là chúng ta mua ở rũ ấy, những pha rũ ấy nó sẽ cực kỳ ngon nhá. Nên là đoạn này cái điều đáng sợ ấy, nó phải là những cái phiên mà tự nhiên nó kéo lên ấy, đúng không? Chúng ta phải cẩn trọng với những cái pha kéo và làm sao? Và phải quyết liệt mua khi mà nó có những pha rũ. Thế thôi, bây giờ đánh nó hơi ngược một xíu chứ chúng ta đừng có đu ở những phiên bùng nổ. Đấy, mình nghĩ là dễ chết. Đấy, ví dụ như pha này, các anh chị nhìn bùng nổ không? Đẹp không? Đấy, đu vào trên đi. Đấy, 3 phiên bây giờ nó về mất luôn cây trần nhá, mất luôn cây trần. Đây là mình đang nói là ai mà đu nhá thì sẽ thiệt, còn những ai mà có vị thế ở dưới này, thì cứ thế mà thoải mái mà giữ thôi, đúng không? Nhưng mà nhá, ví dụ như là SSC ấy, thì cái view của mình là khả năng nó cũng sẽ lại đi ngang và nó sẽ có những pha rũ thêm, đúng không? Rũ thêm rồi nó mới đi lên. Đấy, nên là chúng ta đừng có nhìn thế này mà vội mừng nhá, đừng có nhìn những pha mà nó bật lên thế này mà vội mừng, được chưa? Chúng ta chỉ mừng khi mà chúng ta đã có được vị thế từ trước và nó bật lên, chúng ta là người ăn hưởng chọn cái phiên đấy thì đảm bảo hàng về luôn luôn có lãi, được chưa? Ngắn hạn ok, trung hạn thì sẽ tùy vào vị thế và tùy vào cái form của cổ phiếu nhá. Ok, thì đấy sẽ là một số những cổ phiếu mà chúng ta tập trung này. Đấy, ngoài việc chia sẻ với các anh chị về những cái cổ phiếu, chúng ta cũng sẽ phải chia sẻ với nhau thêm về cái gọi là gì, những cái form và những cái điều mà chúng ta cần tránh, những cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý, đúng không ạ? Để đạt được cái hiệu suất cao nhá. Ngày mai thì mình đánh giá là đây có con PC1 này cũng hay này. Bản chất con này thì nó vẫn từ nền nhá. Thì mình đánh giá những con như thế này này rất dễ nó sẽ bật, nó sẽ có bật nhá. Nó sẽ có bật. Đấy, mà nó bật tăng trần thì nó là những cái điểm nổ rất là ngon đấy. Nhưng mà bật tăng trần nổ ấy nó cũng sẽ chỉ kéo lên được khoảng một xíu ấy, nó lại bị điều chỉnh thế thôi nhá. Nhìn nó đang test lại rất là ổn, được chưa? Và làm sao nó có những tiền mớ này rồi, được chưa? Phiên nổ đầu này thì nó lại bị rung lắc rung rũ này, được chưa? Kiệt cung này, bắt đầu có tiền mớ này. Ngày mai mà nổ nó sẽ là một cái điểm đánh nên rất là ok đấy, được chưa? Nói chung là con này cũng có gọi là gì nhỉ? Có cơ sở để nó đánh lên. Nên là ai mà có hàng từ dưới này thì yên tâm mà nắm giữ nhá, được chưa? Còn nổ lên thì không phải là một cái điểm mà chúng ta phải mua đuổi, được chưa? Nổ lên riêng mình đoạn này nổ mình không mua đuổi, mình không đánh nổ ở đoạn này mà chỉ đánh khi mà có rũ, càng rũ càng ngon, được chưa? Như CMG này, càng rũ càng ngon, đúng không? Nhìn này tưởng thủng đáy này nhưng mà càng rũ càng ngon, thế thôi. Đấy, hàng cầm về lời mười mấy %, quá ngon, bằng 2 năm tiết kiệm nhá. Đấy, nên là theo mình thì cái view này, khi mà tại sao đoạn này mình lại có cái view là như thế, bởi vì làm sao thị trường nó kiểu rung lắc, đúng không? Nó kiểu rung rũ, nên là nó chỉ có một cái trạng thái là nó kéo lên, nó là bùn cháp và nó rũ xuống, nó sẽ là những pha rũ, được chưa? Nó sẽ là những pha rũ để chúng ta ép chúng ta phải bán hết hàng, được chưa? Mà chúng ta là những người mà có cái sự chuẩn bị trước ấy, thì chúng ta không bao giờ bị nó làm sao, không bao giờ bị nó đè bán, thì chúng ta lúc ấy chúng ta có sẵn tiền, chúng ta sẽ canh những cái lúc mà mọi người khác bị đè bán, chúng ta sẽ là những người mà làm sao nhảy vào cướp hàng, được chưa? Bây giờ chúng ta phải đánh, phải có cái tư duy nó khác và phải có cái sự chuẩn bị trước. Đấy, chứ nói thật ai mà ngày hôm nay hoặc là ngày mai mới là người bảo các anh chị mua ấy, thì mình nghĩ là nó cũng hơi muộn nhá. Không phải là các anh chị sẽ không có lãi nhưng mà nó hơi muộn. Đấy, PC1 nhá, cũng có thể chú ý thêm vào danh mục. KBC thì mình chưa yên tâm lắm bởi vì bây giờ nó cũng đang ở cái vùng lưng chừng. Nghĩa là sao? Ok, bây giờ có một phiên bùng nổ đi thì tôi sẽ mua những phiên mà sau bùng nổ điều chỉnh, lúc ấy chúng ta sẽ cân nhắc xem là cái xung lực của nó đánh ok không nhá. Chứ chúng ta không đánh ở vùng lưng chừng này. Đấy, tự nhiên nó lại chỉnh cho một phát, nó rũ về vùng dưới này nó mới kéo lên thì sao? Thế có phải chết không? BSI này thì cũng tạm tạm. Nam Long này nhìn xu lực đánh lên này, đúng không? Nam Long cũng là cổ phiếu chia sẻ với mọi người ở cuối tuần đấy. Đấy, bắt đầu tiền nó vào mớm lên rồi này, được chưa? Cũng có thể nó sẽ đánh lên tốt trong ngắn hạn. VSC thì là ổn nhá, VSC rất là ok. CTR thì đấy, CTR thì view của mình vẫn là kiểu nó chạm vào đỉnh nó sẽ lại có điều chỉnh nhá, thậm chí là rũ. Nên là nếu mà ai mà có từ những vùng dưới này thì cũng có thể cân nhắc ở những cái vùng nó chạm đỉnh có thể chốt lời. Đấy là cái view của mình muốn chia sẻ với mọi người nhá. Vùng này nếu mà thị trường còn lên được khoảng 10.300 ấy thì theo mình là các anh chị mà có cái vị thế mà nó lời chỉ khoảng 5 đến 10% ấy, các anh chị nên chốt cho mình nhá. Nếu mà nó lên đến vùng 1.300 rồi mà danh mục của chúng ta lúc đấy nó chỉ có cái mức lời khoảng từ 5 đến 10% nhá, thì nó không phải là một vị thế tốt để chúng ta có thể ôm và nắm giữ trung hạn, thì lúc ấy chúng ta nên chốt đi, được chưa? Nên chốt một nửa cũng được, để nó kéo lên chúng ta vẫn còn hàng cũng được, hoặc chúng ta chốt 2/3 cũng được, kéo lên thì vẫn còn hàng, được chưa? Nó kéo hẳn lên, đợi bao giờ rung rũ bằng được, lúc ấy chúng ta sẽ làm sao? Quay trở lại mua, được chưa? mua những pha rung rũ thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ yên tâm hơn rất là nhiều nhá. Đặc biệt là khi mà nó vượt đỉnh. Ví dụ các anh chị bảo là sợ nó vượt đỉnh nó mất hàng, nhưng mà quan điểm của mình ấy, là đoạn này nó có vượt đỉnh ấy. Được chưa? Vượt đỉnh ngon đi, nó rũ về thì đây nó sẽ là những điểm mua này, thậm chí nó còn ngon hơn. Ví dụ đoạn này. Đúng không? Ví dụ ai mà lỡ ở những cái phiên mà nó trước đó không có hàng đi, được chưa? Trước đó không có hàng đi mà nó kéo lên đến những vùng trên này này. Thôi cứ cho nó kéo đi, đúng không? Tôi sẽ là người mua ở những thời điểm này. Được chưa? Đấy, nó không thiệt về đâu cả đâu nhá. Sẽ có lại có hàng thôi. Đấy, tôi sẽ là những người mua ở những thời điểm nó quay trở lại như thế này. Và thậm chí nhá, anh chị mua những thời điểm này, thậm chí các anh chị còn ăn lời nhiều hơn những cái người mà mua được đuổi những cái vùng này cơ nhá. Mua đuổi những vùng này, đến lúc ôm ấy, đến lúc mà nó rũ tiếp này, lại kẹt hàng. Đúng không? Kẹt hàng thì làm sao mà có lời được nữa. Kẹt hàng thì làm sao mà có thể mua được những cổ phiếu khỏe được nữa, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là cái view mà mình muốn chia sẻ với mọi người nhá. Không phải gì phải vội nhá, không phải vội ở đoạn này đâu. Đấy, thị trường ở trong những cái pha mà nó đi ngang ấy, nó càng vội càng chết nhá. Đây chúng ta để ý này, kéo này, rũ này, kéo này, nhìn phiên này đẹp không? Rất đẹp, vài phiên sau lại rũ cưa chân bàn, mỗi ngày vài điểm, mỗi ngày 13 điểm này, 4 điểm này, 7 điểm này. Đấy, 10 điểm này, đấy, mỗi ngày nó cắt cho chục điểm. Short, đúng không? Short đến lúc mà chán nản lắm rồi nó mới bắt đầu nó kéo lên. Kéo lên thì lúc này vẫn còn nghi ngờ, vẫn còn ngờ vực. Đấy, sau những pha rũ này thì chúng ta sẽ làm sao? Ngại mua hơn nhá. Đấy, nó mà rũ cưa chân bàn này thì làm sao? Càng đau hơn nhá. Nó cứ rũ thẳng này thì lại thì khéo các anh chị này còn dứt khoát được, chứ mà nó cứ cưa chân bàn như thế này này. Đấy, hay như thế này này thì rất dễ là đoạn sau là chúng ta sẽ không dám vào luôn nhá. Thì đấy nó sẽ là cái quan điểm và chia sẻ của mình cho các anh chị. Thì nếu các anh chị thấy hay thì cũng có thể like, share và subscribe kênh của mình. Còn các anh chị mà hiện tại mà chưa có người hỗ trợ và chưa có được cái định hướng rõ ràng, chưa có được cái danh mục cổ phiếu mà chúng ta có thể lựa chọn điểm mua phù hợp nhá. Đoạn này là lựa chọn cổ phiếu nó là một phần, nhưng mà điểm mua nó mới là quan trọng hơn nhá. Đấy, các anh chị xác định được cái thời điểm mua thì đảm bảo với các anh chị là hàng về nó chỉ có lời thôi nhá. Nó chỉ có lời thôi chứ chúng ta không thể lỗ được. Thế thôi nhá. Mua đúng điểm ấy thì gần như là các anh chị sẽ có cái vị thế rất là an toàn. Đấy, nên là nếu các anh chị chưa có cái tư duy và chưa có được cái sự nhanh nhạy về thị trường như vậy thì các anh chị có thể liên hệ với mình thông qua số điện thoại để tham gia vào Zoom tư vấn, Zoom khách hàng, Zoom VIP ấy, để chúng ta có thể làm sao nhận được cái danh mục cổ phiếu cũng như là cái vùng gom, gọi là gì? Vùng gom được cập nhật hàng tuần nhá, để vùng gom cổ phiếu, được chưa? Với cái mức giá cố định để chúng ta làm sao có được cái sự chuẩn bị nó thật sự là kỹ càng, và đến những cái vùng đấy chúng ta sẽ mua thì nó sẽ an toàn nhất có thể, được chưa? Chứ chúng ta mà cứ mua đuổi thì đảm bảo với các chị là không có hiệu quả đâu. Còn các chị nào mà mới chỉ xem kênh của mình một thời gian ngắn thì các chị cũng có thể tham gia vào Zoom cộng đồng nhá. Zoom cộng đồng bằng cách quét mã QR thì bên trong thì mình cũng sẽ hỗ trợ mọi người ở cộng đồng bằng cách chúng ta chia sẻ về kiến thức, chia sẻ về một số những cái deal mà nó hay ho và nó có thể bật tăng, được chưa? Sẽ trao đổi qua lại nha, để làm quen, cũng như là nếu mà thấy phù hợp thì lúc ấy chúng ta có thể chuyển đổi thành khách hàng sau, được chưa? Thì đấy là một chút quảng cáo, được chưa? Đấy, các anh chị thấy hay thì có thể đồng hành, lướt qua xem còn cổ phiếu nào hay không thì chia sẻ mọi người nhá, không thì chúng ta sẽ kết thúc cái buổi chia sẻ tại đây. Tiếp tục này, chắc là chưa, để xem là mình thấy là cũng khá đấy. Những cổ nào mà mình muốn nhấn mạnh với mọi người thì cũng nhấn mạnh rồi. Chắc là không còn nữa. Để xem còn sót cổ nào không thôi. Đấy, mấy nhóm cổ thép này thì mình thấy là gọi là chung là nó cũng gọi là gì? Những cái nhịp mà nó đánh ngắn hạn, nói chung là nó sẽ có hồi ngắn hạn thôi, chứ chưa thấy một cái view nào có thể đánh trung hạn cho những con thép này được. Nên là tạm thời thì cũng chưa đề cập nhiều. Đấy. Cổ HSG đấy, ngày hôm nay HSG thì nhìn có vẻ đẹp hơn đúng không? Đấy, chúng ta nhìn HSG có vẻ đẹp hơn đấy. Nó có bắt đầu nó có dòng tiền nó nhảy vào rồi. Thì nhìn HSG có vẻ đẹp hơn nhá. HSG thì cái target trước mắt là nó sẽ là cái vùng 23. Đấy, thì cái vùng đấy các anh chị chốt cũng được. Nhưng mà bây giờ nói thật ý, cứ nhìn vào những cái trạng thái mà nó đẹp ấy, lúc ấy chúng ta phải nghi ngờ nhé. Cứ càng đẹp càng phải nghi ngờ cho mình. Đấy dạ, càng đẹp càng phải nghi ngờ, chứ không phải đẹp được các anh chị cứ thế mà lao vào đâu. Xem còn cổ nào hay thì chia sẻ mọi người nhá, không thì thôi chúng ta sẽ kết thúc. PXL xem nào. PXL cũng kiệt cung ở đây này, nó giống như con QNS ấy nhỉ, nó chạy y hệt như QNS. Thì nói chung những con này chỉ nên đánh ngắn hạn thôi, nghĩa là sao? Nó có những pha kéo lên chúng ta sẽ làm sao lôi ra chốt luôn. Được chưa? Đấy, những con nào mà xác định đánh ngắn hạn ấy thì chỉ đánh ngắn như vậy thôi, chứ không có lai dai gì nhiều. Đấy, QTP cũng nói rồi nhá. Để xem mà có cổ upcom nào hay không. Nhóm upcom thì mình đề cập là nó vẫn cứ làm sao, nó cứ lình xình nó đi lên đúng không? Đấy, nên là đánh mấy con upcom thì có vẻ là rất là ổn, nó cũng rất là ổn định, chứ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thị trường. Upcom thì chưa thấy con nào nổi bật lắm. Có TTN thì ngày mai dễ bật. Thế thôi, ok nhá. Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc cái buổi chia sẻ tại đây. Và hẹn gặp lại các anh chị trong những cái buổi tiếp theo, khi mà chúng ta có thêm dữ kiện. Và theo mình là đánh giá là cái dữ kiện mà nó quan trọng nhất ấy, nó sẽ làm những cái phiên ngày mai, khi mà nó có tiệm cận 1.300 không, và dòng dẫn nó có xuất hiện hay không nhá. Hay là nó vẫn là những cổ riêng lẻ, nó cứ kéo dần lên. Được chưa? Thì lúc ấy chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Và nếu mà nó có những cái gọi là chuyển biến, nó gọi là gì nhỉ? Nếu mà nó có những cái chuyển biến mà nó khác thường thì chúng ta cũng sẽ thảo luận thêm nhá. Đấy, còn trước mắt là khả năng là mình thấy là cái biên này 1280 này dễ bị ngày mai nó sẽ phá lắm nhá. Thậm chí có thể ngày mai chạm 1290 rồi sau đó nó có những pha rũ điều chỉnh. Đấy thì chúng ta cứ theo dõi xem. Được chưa? Nên là vùng này các anh chị mà thấy ổn nhá, mà nó cứ chạm 1290 1300 ấy, mà lúc ấy lợi nhuận của chúng ta nó cũng chỉ quanh 5-10% ấy, chúng ta hoàn toàn có thể chốt lời được cho mình nhá. Luôn luôn ở cái tỷ trọng khoảng 70-30, nghĩa là 30% tiền hoặc 50-50, 50% tiền để làm sao chuẩn bị cho những cái nhịp mà nó rũ xuống. Được chưa? Nhá, các anh chị chú ý nhá. Nó không rũ xuống ở đoạn này thì nó kéo lên nó vẫn sẽ rũ xuống ở đoạn trên. Được chưa? Nên là chúng ta luôn luôn phải có cái sự chuẩn bị và làm sao như vậy nó vừa an toàn mà nó lại vừa hiệu quả. Được chưa? Có lời chúng ta chốt thì cũng là bình thường thôi, đúng không ạ? Nhá. Ok. Bye bye mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người trong những cái phiên giao dịch sau. Bye bye.